Theo truyền thống, dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Sáng 18 tháng 4, tức mùng 10 tháng 3 năm Giáp Thìn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về dự lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Lễ dâng hương do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài tổ chức. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài. Trong giờ phút thiêng liêng của ngày giỗ tổ, triệu triệu con tim người Việt ở trong và ngoài nước cùng hướng về đền Hùng với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ, tri ân công đức các vua hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Các vua hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên nhà nước Văn Lang, khai sơn phá thạch, dựng cơ nghiệp qua 18 vương triều, đặt nền móng để quốc gia, dân tộc được muôn đời thịnh trị. Đời nối đời trải mấy nghìn năm, vua thương yêu dân, chung sống hòa thuận, cả nước một lòng, toàn dân đoàn kết, chọn nghĩa đồng bào. Trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, các thế hệ con cháu Lạc Hồng nối tiếp nhau đã trải qua bao cuộc đấu tranh với muôn vàn gian nan thử thách, hun đúc nên truyền thống đoàn kết, quật cường với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự chủ, tự cường và niềm tự hào tự tôn dân tộc sâu sắc, đã lập nên những kỳ tích vẻ vang, xây nền độc lập, gìn giữ non sông, khẳng định chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Con cháu Lạc Hồng nguyện tiếp nối truyền thống tiên dòng, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông, nêu cao tinh thần yêu nước và cách mạng, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, cùng nhau chung sức, đồng lòng, quyết tâm nỗ lực cao hơn nữa, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vững vàng vượt qua khó khăn, xây dựng đất nước ta ngày càng cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, làm rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam. Ngay sau lễ dâng hương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đặt vòng hoa thắp hương tại Lăng Hùng Vương, dâng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong tại ngã năm đền giếng. Cũng trong sáng nay, các hoạt động hướng về Quốc tổ Hùng Vương đã được tổ chức ở nhiều địa phương. Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa lên Quốc tổ Hùng Vương tại đền tưởng niệm các vua hùng nằm trong công viên lịch sử văn hóa dân tộc. Trong không khí thành kính, trang nghiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các tầng lớp nhân dân, đồng bào các giới, kiều bào đang sinh sống, làm việc tại thành phố đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Quốc tổ Hùng Vương, tri ân công lao to lớn của các vị vua hùng và các bậc tiền nhân đã khai sinh, tạo dựng nên non nước Việt Nam giàu đẹp, đắp bồi và giữ gìn mảnh đất thiêng liêng của cha ông suốt mấy nghìn năm lịch sử. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu đã tham gia rước lễ và dâng hương, dâng hoa, lễ tế theo nghi thức cổ truyền của dân tộc lên Quốc tổ Hùng Vương, đồng thời dâng hương, dâng hoa lên đức lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Còn tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Lào phối hợp với Thành hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn long trọng tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào cùng đông đảo kiều bào đã thành kính dâng hương, hoa và lễ vật để tưởng nhớ, tri ân công đức các vua hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Trước anh linh các vua hùng, cộng đồng người Việt Nam ở Lào nguyện sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đoàn kết, nỗ lực cố gắng tương trợ lẫn nhau, xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở Lào phát triển vững mạnh và thành đạt, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, xứng đáng là con cháu của Quốc tổ vua hùng. Thưa quý vị và các bạn, sau cơn mưa rửa đền, không khí tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng sáng nay trong trẻo, dịu mát, đã có rất đông người dân và du khách tập trung về đây chờ đợi để được thắp nén tâm nhang lên đền thờ vua tổ. Muôn trái tim đang cùng chung một nhịp đập, muôn tấm lòng đang cùng chung một niềm xúc động, tự hào. Vượt qua chặng đường dài trở về từ khắp mọi miền Tổ quốc, ngay từ sáng sớm, dòng người về hành hương bái tổ đã bắt đầu đông đúc và kéo dài không dứt. Tâm trạng vui tươi, phấn khởi thể hiện rõ trên từng khuôn mặt, nụ cười.
không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tuổi tác. Tất cả đều chung một niềm háo hức khi về thăm mảnh đất tổ, cội nguồn của dân tộc, tri ân công đức tổ tiên. Năm nay tôi 85 tuổi, tôi nên dốc quay rồi chen nhau tôi cũng không mệt. Nên tôi rất phấn khởi, năm để có một lần thôi. Dù ai đi ngược về xuôi nghe người ta nói như thế, vâng. Nhớ về giỗ tổ mùng 10 tháng 3 thì các cô cũng rủ nhau bảo là ôi năm nay mình phải đi thôi, cứ nhìn ở trên điện thoại không biết cái gì đâu, bảo thế. Vâng, rủ nhau đến một tuần nay rồi mới được đi. Lượng người dân du khách tăng cao, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, công tác tiếp đón đã được triển khai chặt chẽ, bài bản. Từ các điểm nút giao thông đến trục hành lễ, các đền đều có lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn, đảm bảo quá trình dâng hương diễn ra thuận lợi, an toàn, trang nghiêm. Công tác trật tự giao thông thì là cách đây độ chục cây số rồi đã các đồng chí và theo bên công an làm rất tốt, rồi nên là xe pháo đi lại không bị tắc đường, không bị gì, rất là an toàn cho mọi khách du lịch đến đây. Công tác tổ chức lễ hội thành công tốt đẹp với phần lễ trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng sâu sắc. Phần hội kết hợp hài hòa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống và hiện đại, tạo sức lan tỏa rộng rãi, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.